Một chiếc clip câu đố ma mị mà chỉ người hiểu biết mới giải được. Chắc hẳn không ít lần trong số các bạn ở đây cảm thấy rụng rời khi nghe một câu chuyện ma hay xem phim ma đúng không? Nhưng yên tâm đi, video này không có ma mà còn có thứ đáng sợ hơn cả ma cơ. Nếu bạn không sợ và chắc rằng bản thân là một người thông minh thì hãy chinh phục top 11 câu đố hàng đầu trong video ngày hôm nay đi. Mình đảm bảo bạn sẽ ấn tượng đến nỗi vã cả mồ hôi đấy. Cẩn thận, câu 9 có thể khiến ông bụt cũng phải phát cáu đó nha. Đầu tiên chúng ta cùng đến với một câu đố mang màu sắc ly kỳ và huyền bí, gây tò mò cực đại với nhiều người. Chắc hẳn bạn nào đã từng biết tới quỷ đầu loa hay Slenderman cũng đều nghe qua ba từ SCP rồi đúng không? Vậy SCP là gì? Liệu rằng SCP có thật không? Đố bạn biết. SCP, chả biết là gì mà bí hiểm thế, giờ mới biết cũng được mà. SCP là cụm từ viết tắt của ba chữ Secure, Contain, Protect, bảo mật, lưu trữ và bảo vệ, hay còn được gọi dưới cái tên quy trình quản thúc đặc biệt. Đây thực chất là một trang web tuyệt mật về lưu trữ thông tin, báo cáo về các vật thể kỳ lạ, không rõ nguồn gốc mang chủ đề của dòng truyện Creepypasta. Nhiều người cho rằng SCP có khả năng gây hại cho con người, mà có người lại cho rằng SCP không hề gây hại. Bởi vậy, những thông tin như SCP là một tổ chức hắc ám hay SCP là tổ chức của người ngoài hành tinh đều là thông tin sai lệch và chưa được kiểm chứng. Nả ní, còn bạn thì tin SCP có thật hay ảo ma Lazada nhỉ? Comment ý kiến riêng của bạn nha! Câu đố tiếp theo hé lộ một nhân vật khá nổi trội trong giới SCP có thể khiến bạn sợ xanh người. Một trong những SCP nổi bật và đáng nói nhất phải kể đến SCP-173. Đố các bạn biết tại sao lại gọi với cái tên như vậy? Trong thời gian suy nghĩ chờ đợi thì anh em thử ấn hộ mình cái nút like, share, subscribe với. Nó đơ hay nào mà mình ấn 2 lần lại thành không ấn ý. Haha. Và đáp án là gì nào? Những tưởng chỉ là con số nhưng không hề đơn giản đâu nha các bạn ơi. Mình cảm thấy gai hết sống lưng dần đều rồi đây. SCP-173 thực chất là tên gọi của một sinh vật kỳ lạ, có vẻ ngoài là tượng điêu khắc, nhìn đơn giản như vậy nhưng sâu bên trong không phải nước mắt là biển rộng, mà là một con quỷ, một ác ma. Nó cực kỳ hung dữ và được nhốt trong một căn phòng có 3 người trông nom, luôn luôn nhìn vào mắt nó để tránh việc nó di chuyển, nghĩa là nó không thể di chuyển khi có người nhìn trực tiếp vào mắt. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều vụ án kinh hoàng đã diễn ra. Ngoài ra, phòng chứa SCP-173 phải được làm sạch 2 tuần một lần. Trời ơi, ai mà dám vào đây vệ sinh cơ chứ? Và ngay sau đây, phải kể đến câu đố làm chúng ta kinh khủng khiếp hoảng hốt hơn nhiều. Đố bạn biết, nhân vật bí ẩn đáng sợ trong ảnh là ai? Gợi ý, đây là một SCP hung dữ nhất nhì trong giới SCP nha. Comment đi, nhanh trí cho lên TV nào anh chị em ơi! Trong giới SCP, gọi đây là tiến sĩ truyền nhiễm hay còn gọi là bác sĩ dịch hạch. Cái tên nghe đã rất ra gì và này nọ rồi. Có một vài điều bí mật đến rợn người về ác ma này, bạn có dám nghe không? Cụ thể, hắn có hình dạng khá giống con người, được giam giữ trong phòng có camera. Khuôn mặt và thân hình đối tượng này được che giấu sau một lớp áo choàng có mũ to và dài. Tuy nhiên, lớp áo này lại chính là một phần cơ thể của SCP-049, nên các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể phân tích được nhiều. Và bất kỳ ai chạm vào nó sẽ bị chết bởi một chất nào đó. Thật không thể tưởng tượng ra nổi. Mới nghe một vài câu chuyện về SCP mà có vẻ anh em đã sợ thế này rồi, thì làm sao mà giải mã được câu đố chỉ dành cho người phán đoán giỏi tiếp theo chứ? Hãng phim nhanh trí giới thiệu cuộc chiến SCP-173 với em Kissimissi trong Poppy Playtime. Đố các bạn, kẻ thắng người thua là ai? Các fan chân chính hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định cuối cùng. Như vừa nói, thanh niên SCP-173 phải có đến 3 người canh giữ cơ mà, nếu không nó sẽ xin mạng họ đúng không? Đấy thế mà, nó lọt ra ngoài và vào công ty Poppy Playtime thì có lẽ tất cả quái vật ở đây, bao gồm Hoggy, Kissy hay bà trùm Poppy cũng trở thành con mồi của 173 mà thôi. Các cô các cậu nghĩ sẽ nhai được tôi á? Còn lâu nha, tôi có thể nhai đầu các ông trong một cái chớp mắt nếu không có chiến thuật ngắm nhìn tôi. Vậy còn SCP-049 và Kissimissi thì sao? Các mod game đầy thông minh và uy lực mà bỏ qua thì phí lỡ cả thanh xuân đó. Theo các mod game, đứa nào ác ma hơn, thách đố cả các dân chơi sóng luôn đấy. Ái chà chà, cái con mỏ quạ này là một trong các SCP mạnh nhất trong tổng số 2.999 SCP được lưu giữ. Tiếng tăm lẫy lừng thế, làm sao mà bị con Kissimissi Hồng dụ dỗ được cơ chứ? Đúng không các bạn? Mà đã thế, tới công chuyện luôn nha. Dù có bị dụ đi nữa, thì SCP-049 vẫn giành chiến thắng ác ma hơn.
Bởi một chi tiết hé lộ về khả năng khiếp sợ của SCP-049, bất kỳ ai chạm vào nó sẽ bị chết bởi một chất nào đó từ người con này. Thế nếu mà Kissy hôn thì chả có mà, chết tức tuổi à. Quá là đáng sợ luôn. Thế nên game Poppy Playtime không phải là game dành cho trẻ em, nhưng phần lớn trẻ em hiện nay trên thế giới tầm khoảng 7 đến 12 tuổi rất rất mê game này. Ở đây có bạn nào tầm tuổi đó không? Đố các bạn biết Poppy Playtime là game thể loại gì? Trong số các bạn ở đây chắc hẳn ít nhiều cũng đã từng xem, nghe hay chơi Poppy Playtime đúng không? Comment Poppy để điểm danh nha! Bởi game này thực chất là game kinh dị, được khuyến cáo dùng cho trẻ từ 16 tuổi trở lên cơ. Tiếp đến là một câu đố liên quan đến biệt đội cảm tử đấy. Bạn nào mê vũ trụ DC thì bơi hết vào đây. Đố các bạn nghĩ ra cái cảnh tượng khi Harley Quinn trong biệt đội cảm tử tham gia chơi Squid Game thì sẽ như thế nào đấy? Liệu rằng cô ấy sẽ thắng búp bê Squid Game trong phần chơi đen xanh đen đỏ hay không nhỉ? Mình nói thật chứ, quá là khó đoán luôn. Nhưng mà để ngồi phân tích kỹ như một chuyên gia thì ta thấy như sau. Búp bê tử thần thì có vũ khí hủy diệt băng băng, cứ ngân nga hát xong là bắt đầu dùng đôi mắt láo liền soi mói xem ai còn cử động nhẹ nhẹ là nó bắn. Harley thì tính cách điên cuồng, ngổ ngáo và máu chiến phải gọi là level max. Nhưng đã tham gia trò chơi này với tính cách đấy thì sẽ vô cùng khó khăn. Và suy ra là Harley có phần thua búp bê Squid Game rồi. Còn anh em có phán đoán gì khác thì cứ đáp thẳng xuống comment nha. Trận chiến tiếp theo dự là cực kỳ nhây bựa nhưng không kém phần run sợ đâu. Đó là khi Maruko tham gia trò chơi hoa dâm bụt nở đối đầu với ẻm cúp bế tử thần thì sẽ ra sao? Đố bạn đưa ra đáp án thuyết phục. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Và Maruko là một cô bé như vậy thôi mà. Ván này quá dễ, phần mạnh hơn tất nhiên phải nghiêng về búp bê Squid Game rồi. Vì Maruko có phải nhân vật thần thánh hóa gì đâu, đúng không nào? Và tiếp đến là câu đố số 9 thần thánh mà chúng ta mong chờ đây. Hai người đang đi về phía nhau, đều là nam, cùng tuổi và có vị trí công việc như nhau. Ai sẽ là người đầu tiên cất lời chào? Ủa? Anh là ai? Tôi không biết, anh đi ra đi! Kiểu vậy hả? Thế mới gọi là đố hại não chứ. Và đáp án Ajang Thilama, người chào đầu tiên ở đây, có thể là một trong hai. Và tất nhiên là người lịch sự hơn rồi. Hi hi. Câu đố 10 được cảnh báo không dành cho người kém logic và sáng tạo. Nghe cứ bị ức chế làm sao ấy nhở? Bạn bị kẻ lừa đảo bắt cóc và nhốt ở một cái giếng sâu. Bạn cố trèo lên tường nhưng thành giếng lại quá trơn. Cách duy nhất để trốn thoát là phải trèo lên một cái thang và có các bậc thang là các thanh kiếm cực kỳ sắc bén đang bày sẵn ở đó. Làm thế nào để bạn leo lên cái thang đó và đến nơi an toàn mà không bị thương? Trong cái khó thế mà lại ló cái khăn các bác ạ. Cứ tưởng là về với cái đội anh khiêng hòm rồi đấy. Nhưng cứ bình tĩnh, ta chỉ cần lật ngược thang lại và khéo léo trèo lên mà thôi. Ao trình luôn. Chùm cuối bùng nổ đạp đổ thách thức không dành cho người IQ thấp. Có một đám thanh niên thấy một cô gái cõng một ông già đi ngang qua, liền cười giễu. Cô gái đứng lại và nói với họ, ai ơi chớ vội mà cười, em vợ ông này là cậu ruột của chồng tôi. Đố mấy ông biết tôi có liên hệ gì với người đàn ông tôi đang cõng. Khiến cả đám thanh niên lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Liệu rằng bạn có biết không nhỉ? Nào nào, não lại loạn hết lên rồi chứ gì. Khó quá thì nhanh trí trả lời cho. Cô gái này đang chọn hội thanh niên kia thôi, chứ mối quan hệ đơn giản cực kỳ. Ông già mà cô ấy đang cõng là bố chồng của cô ấy và cô ấy là con dâu thôi ấy mà. Và dự là còn nhiều ca ăn hành khác, nhưng bạn đừng quên thả ngay một like, share video và đăng ký kênh để tham gia chém gió giải đấu hàng ngày với nhanh trí nhá.